Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bạn. Alo. Alo, dạ vâng, em chào chị, em là Trang bên phòng chăm sóc khách hàng công ty Hot Deal ạ. Chị hỏi bác Sơn hỏi chị Phương không ạ? Đúng rồi, em sao em? Dạ vâng, chị Phương, em thấy là thời gian trước đây mình có đặt hàng trên Hot Deal á chị. Là vào lúc 8:32:36 ngày 23 tháng 10 năm 2013. Đăng ký deal du lịch không đồng Hồng Kông Disneyland miễn phí cùng Hot Deal. Thì chị vui lòng xác nhận lại thông tin đặt hàng giúp em được không chị? Là sao em, chị không hiểu sao? Có nghĩa là em thấy mình có mua hàng trên Hot Deal, thì do bên em đang chạy chương trình khuyến mãi nên em muốn chính xác thông tin của khách hàng. Để có trường hợp mình trúng giải thì bên em sẽ liên hệ với khách hàng một cách dễ dàng hơn để xác nhận thông tin đó chị. Vì vậy là chị vui lòng cung cấp lại thông tin đầy đủ giúp em được không chị Phương? Dạ, chị cho em biết họ tên của chị được không ạ? Phạm Thị Thảo Phương. Dạ, Phạm Thị Thảo Phương ạ. Số điện thoại là 09742. Đúng không chị Phương? Đúng rồi em. Dạ, chị Phương xác nhận địa chỉ email giúp em đi ạ. Phương nhập dưới Phạm Hồng Yahoo.com chứ đi em. Dạ, amoc.yahoo.com.vn. Và địa chỉ giao hàng là lầu 7, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đúng không chị Phương? Đúng rồi em. Dạ, chị Phương ơi, thì khi mình đăng ký deal không đồng trên trang Hot Deal á chị, mình có nghĩ mình sẽ trở thành khách hàng trúng thưởng không ạ? Chị cũng hy vọng vậy. Dạ, có nghĩa là mình đăng ký nhưng mà bao nhiêu phần trăm mình tin mình sẽ trở thành khách hàng trúng thưởng nha chị? bao nhiêu phần trăm hả? Chắc cũng dạ, khoảng cũng không nhiều lắm em. Nhưng mà dạ, đăng ký cho... Có nghĩa là mình không tin tưởng nhiều lắm về cái độ may mắn của mình hả chị? Dạ chị. Dạ, nếu như chị trúng giải của Hot Deal vậy thì chị nghĩ là người chị muốn chia sẻ là ai vậy chị? Chắc là ông xã chị. Dạ, ông xã chị ha. Thì em nghĩ là sau khi kết thúc cuộc gọi này, chị có thể là gọi liền cho ông xã mình để báo tin vui rồi chị ha. Hôm nay em gọi đến để trân trọng thông báo chị là trở thành khách hàng may mắn tiếp theo trúng một chuyến du lịch Hồng Kông Disneyland miễn phí cùng Hot Deal đó chị Phương. Thật hả em? Dạ đúng rồi chị. Dạ vâng, thì kết thúc cuộc gọi này mình có thể chia sẻ cùng với ông xã mình tối nay rồi chị ha. Nhưng mà làm sao chị nhận được giải này nha em? Dạ vâng, chị chỉ cần hoàn tất một số thủ tục đơn giản giúp em sau đây là mình có thể nhận được giải từ phía Hot Deal rồi nha chị. Dạ, bây giờ chị Phương có giấy tiết ở đó không, ghi lại giúp em một số giấy tờ mà bên em cần thiết bổ sung khi nhận giải đó chị Phương? Có, em nói đi. Dạ, chị in giúp em thứ nhất email đơn hàng thành công. Có nghĩa là khi chị đặt đơn hàng du lịch Hồng Kông deal không đồng, bên em có gửi đến cho chị một cái mail xác nhận chị đã đặt đăng ký thành công, đúng không chị Phương? Dạ, chị in giúp em. Thứ hai là email mã dự thưởng. Email mã dự thưởng là cái gì hả em? Dạ vâng, khi mà mình đặt đơn hàng thành công thì Hot Deal có gửi cho mình tiếp tục một cái mail là mã số dự thưởng của deal này đó chị. Ồ vậy nha em, tại vì lâu nay chị cũng không check mail nên chị... Dạ chị Phương vui lòng vô kiểm tra lại mail giúp em chị ha. Trường hợp mà mình đã mất mail rồi vui lòng liên hệ gấp với Hot Deal để bên em có hướng hỗ trợ kịp thời cho mình nha chị. Liên hệ qua số nào hả em? Dạ vâng, chị có thể liên hệ qua số 730-55707. 730-55707. Dạ, chị bấm like 120 gặp Trang giúp em. 120 gặp Trang. Rồi em. Dạ vâng, cuối cùng là chị photo giúp em chứng minh nhân dân photo của mình. Em ơi, bây giờ chứng minh nhân dân của chị đang được làm lại thì chị photo hộ chiếu được không? Dạ được chị. Và chị Phương cho em biết chính xác là mình là người lên nhận giải hay là mình nhờ ông xã mình lên nha chị? Nhận giải thế nào hả em? Cho chị biết thời gian. Dạ, tại vì chị đi làm á. Dạ vâng, chị lên bên em trong giờ hành chánh thứ hai là 8:15 đến 11:15. Buổi chiều là bên em làm từ 1 giờ đến 5 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy bên em chỉ làm việc buổi sáng chị. Thứ bảy, chắc là thứ bảy chị đi được. Không biết văn phòng của em ở đâu ta? Dạ vâng, địa chỉ công ty Hot Deal 294 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. 294 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Chắc là chị sẽ lên nha, tại thứ bảy chị được nghỉ. Dạ, tại vì nếu như trường hợp mà mình nhờ người thân đi thì thủ tục sẽ khác á chị. Nên bên em muốn biết chính xác là chị Phương là người trực tiếp đi đúng không ạ? Chị trực tiếp đi. Dạ rồi, chị đã ghi hết đầy đủ những giấy tờ bên em cần chưa ạ? Rồi em ạ.
Dạ, và trước khi kết thúc cuộc gọi thì chị hỗ trợ thêm em một vấn đề nữa là trước 4 giờ chiều nay chị gửi cho Hot Deal một tấm hình chị cho là đẹp nhất để bên em đăng thông tin người trúng giải được không chị Phương? Bây giờ chị đang đi làm hình của chị khó gửi sao đây không? Thôi Dạ. được rồi, để chị sẽ liên lạc với ông xã coi thử, nhưng mà giờ trước 4 giờ không biết anh có ở nhà không đây. Dạ trễ nhất là 4:30 chị ha. Dạ bây giờ chị ghi lại địa chỉ mail của Hot Deal gửi vào giúp em nha chị. Gửi tấm hình vào mail đúng không em? Dạ đúng rồi chị, địa chỉ là sale có S. Mail rồi em. Mail Amoc S Hot Deal chấm vn. Dạ sale trong chữ kinh doanh đó chị. hotdeal.vn. Dạ. Rồi cảm ơn Trang nha, có gì chị gửi mail rồi có gì xong thì chị thông báo Trang nha. Dạ rồi chị, thì một lần nữa em xin chúc mừng chị ha. Chúc chị sẽ có một chuyến đi vui vẻ ạ. Cảm ơn chị, em chào chị ạ.